Kính chào tất cả các em. Cấp số cộng cũng là một trong những bài toán thường gặp trong cái đề kiểm tra ở toán học lớp 11. Thì hôm nay thầy sẽ đi đến một số bài toán về cấp số cộng. Mà đầu tiên thầy sẽ đi đến dạng số 1. Đó chính là ba số ABC theo một cái thứ tự lập cấp số cộng. Thì các em nhớ lý thuyết, đối với nếu mà ba số lập hai số ABC lập cấp số cộng á, thì các em sẽ có được số đầu là A, cộng số cuối là C sẽ bằng 2 lần số chính giữa, chính là 2B. Hay nói chung, nếu ba số ABC lập cấp số cộng thì chúng ta sẽ có được cái điều kiện là A cộng C bằng 2B. Rồi, cũng một cái lý thuyết đơn giản thôi, ta sẽ ứng dụng vào bài tập số 1 là tìm x để cái ba số x bình trừ x cộng 1, rồi x trừ 2, rồi 1 trừ 2x theo một cái thứ tự lập cấp số cộng. Thì bây giờ các em thấy, nếu ba số này lập cấp số cộng thì thầy sẽ có được x bình trừ x cộng 1 thì ứng với số A, còn x trừ 2 thì ứng với số B, và 1 trừ 2x thì sẽ ứng với C. Thì theo đúng thứ tự đó thì ta sẽ có được cái điều kiện là x bình trừ x cộng 1 là số đầu, cộng cho số cuối là 1 trừ 2x sẽ bằng 2 lần số chính giữa, là 2 lần của x trừ 2. Thì biến đổi ta đưa về được cái phương trình bậc 2 là x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Và giải phương trình này ta được hai nghiệm là x bằng 2 hoặc là x bằng 3. Thì nhắc lại cái lý thuyết của cấp số cộng này là nếu ba số ABC lập cấp số cộng thì các em sẽ được là số đầu cộng số cuối bằng 2 lần số giữa. Các em nhớ như vậy cho dễ. Rồi, cũng vậy thầy sẽ đi đến bài toán số 2 là cho ba số ABC theo thứ tự đó là cấp số cộng. Và thầy chứng minh là A bình cộng 8BC sẽ bằng 2B cộng cho C tất cả bình. Thì chứng minh các em muốn chứng minh từ vế nào cũng được. Ở đây thầy sẽ chứng minh từ vế phải qua. Vế phải, các em thấy nè, A cộng cho C thầy sẽ thay bằng 2B. Bây giờ các em sẽ có được là A cộng C cộng C, tại vì 2B ở đây thì thay bằng A cộng C bên cái vế phải của phương trình rồi. Thì bây giờ A để nguyên C cộng C sẽ ra được 2C, và đẳng thức này nó bình lên. Thì thầy khai triển hàng đẳng thức ra thì được là A bình cộng 4AC cộng 4C bình. Các em thấy nè, cái vùng thì khoanh tròn thì có số 4 chung và có C chung. Thì thầy sẽ rút 4 và C ra thì thầy sẽ được là A cộng C ở trong ngoặc. Thì bây giờ các em nhớ điều kiện cấp số cộng là A cộng C sẽ bằng 2B. Nên chỗ nào có A cộng C thầy tiến hành thì thay bằng 2B vô, thì thầy được là A bình cộng cho 4C nhân cho 2B ở đây. Thì nhân vào thì các em sẽ được là A bình cộng cho 8BC. Thì tới đây bằng với phải trái của chúng ta thì chúng ta có được cái điều phải chứng minh. Thì nói chung cái dạng số 1 này rất đơn giản. Các em chỉ cần nhớ điều kiện để ba số ABC theo một thứ tự lập cấp số cộng thì các em sẽ được là A cộng C bằng 2B. Nhớ cái này các em sẽ giải được một số bài trong một số đề kiểm tra và bài tập trên lớp. Còn các bài toán 3, 4 thầy sẽ tiếp tục cập nhật ở các buổi sau. Thì buổi học đến đây kết thúc rồi. Chào các em.